Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay chúng ta tiếp tục skin 002. Tiếp tục cái chuỗi skin học hóa siêu khủng của thầy Minh Mialin. Hôm nay skin 02 thì vẫn hướng dẫn chúng ta các cái chiêu thức cân bằng nhanh. Chiêu thức cân bằng phương trình oxy hóa khử thật nhanh. Thế thì cái skin này tại sao thì là dạy các em? Bởi vì skin này nó ứng dụng cực kỳ nhiều trong việc mà giải bài tập về phương pháp mà bảo toàn electron cũng như là tất cả các cái phương pháp ở bên trong hóa học vô cơ. Và những cái bạn mà skin những bạn nào mà chưa khủng skin này thì thường là những cái bạn mà học khá là kém về hóa học vô cơ. Thì ngày hôm nay thầy đã hướng dẫn chúng ta tiếp tục cái part số 2. Hôm nọ thì hướng dẫn các em cái part số 1 rồi. Hôm nay thì hướng dẫn các em part số 2. Part số 2 này thì buổi trước là chúng ta thì là đi cân bằng một phương trình nhanh với lại một kim loại mà sinh ra chỉ có một khí thôi. Thì hôm nay thì hướng dẫn chúng ta là skin này với việc đó là một kim loại mà sinh ra thật thật nhiều khí. Cái phần này cực kỳ tốt cho các bạn mà học học sinh lớp 10 2K3, học sinh lớp 11 2K2 cũng như là học sinh lớp 12 2K1. Thế thì rất là mong muốn tất cả các bạn mà đã và đang theo dõi video livestream này hãy nhanh tay giúp thầy share lại video livestream lên trên trang cá nhân, cũng như là tất cả các bạn của các em vào trong video livestream này. Thầy vẫn đang chưa thể nào mà online được bằng nick Facebook cá nhân của thầy, nên là chính vì vậy nên là nhờ các em share và tag tất cả các bạn vào trong video này giúp thầy. Các em thấy hình ảnh thế nào, có rõ nét không nhỉ? Comment giúp xuống đây hộ thầy chút là các em thấy hình ảnh thế nào, nói cho thầy nghe một tiếng nào. Mấy bạn này đang hello, chào các em, chuyên mục chào hỏi bắt đầu một chút sau chúng ta mình bắt đầu vào livestream nhé. Alo, hello, chúng ta hôm nay sẽ bắt đầu với cái skin 002, một trong số những skin trong cái chuỗi skin của thầy Minh Mialin. Thầy sẽ giúp đỡ chúng ta một chuỗi tất cả các skin trước khi mà chúng ta bắt đầu vào việc lấy lại gốc của phần hữu cơ. Các em chú ý là tối thứ ba là một buổi tối thần thánh, thầy sẽ live stream cho 2K2 và 2K1. 2K2 sẽ được live stream từ lúc 20 giờ, 2K1 sẽ live stream từ lúc 21 giờ. Các em chú ý nhớ đó xem. Chào Vũ Thanh Hương, chào tất cả các bạn và các em. Thế bây giờ mình bắt đầu nhé. Skin 002 của thầy sẽ bắt đầu. Các em nhớ là comment cho thầy cái hệ số vào đây. Phương trình số 1 của chúng ta là đi làm với anh. Phương trình số 1 của chúng ta là làm với anh khi cho anh nhôm tác dụng với HNO3 để tạo thành AlNO3 3 lần cộng với lại N2O cộng với lại N2 cộng với lại H2O. Ở đây đề bài sẽ cho chúng ta một cái dự kiện trước. Đây là tỷ lệ của N2O chia N2 thì bằng 1 chia 1. Với một dự kiện đề bài mà cho chúng ta tỷ lệ trước là N2O với N2 và bằng 1 chia 1 ý, thì em lưu ý đó là ở đây chúng ta sẽ sử dụng một cái phương pháp cực kỳ nhanh. Các em nhìn nhé, nó thì là này. 1, 1 này, 8 này, 10 này, 18 này, 3 này, 1 này, 6 này. Vậy đây là 6 này, 1 này, 6 nhôm này, 2 nitơ cộng 2 nitơ là 4 này, 4 cộng lại 18 là bằng 22 này. Vậy là 22 nước, đây là còn 11. Cực kỳ nhanh đúng không các em? Cực kỳ nhanh luôn. Các em thấy không? Chào tất cả các bạn và các em. Skin này cực kỳ tốt đối với tất cả các bạn và các em. Hãy giúp thầy share lại trên tường cũng như share lại trên trang cá nhân, cũng như tag tất cả các bạn của các em vào trong nhóm này. Các em hãy share vào trong các nhóm cũng như các nhóm chat của các em để mà từ đó chúng ta có thể học giỏi bộ môn hóa hơn nhé. Thầy rất thích là được share nhiều để mà thầy có thể tiếp tục cái chuỗi skin 003, skin 004, skin 005 với những siêu skin cực kỳ khủng của thầy về chinh phục bộ môn hóa học. Nhá, bây giờ thầy sẽ làm thật chậm trước khi làm được chậm lại cái số 1 để cho chúng ta biết. Thì bây giờ thầy sẽ hướng dẫn từ từ chúng ta nhìn để làm sao các em cũng đạt được cái tốc độ cao như tốc độ của thầy. Ok, mình bắt đầu nhé. Đầu tiên thầy cho chúng ta phương trình của magie cộng HNO3 để tạo thành magie nitrat MgNO3 hai lần cộng với NO2 cộng với NO cộng với H2O. Ở đây đề bài sẽ cho chúng ta tỷ lệ của NO2 chia NO bằng 1 chia 1. Thế thì với cái tỷ lệ 1 chia 1 thì chúng ta phải giả với yêu. Giả với yêu như thế nào?
mình giả vờ tỷ lệ của NO2 là 1 thì tỷ lệ của NO cũng là 1. Ok. Vậy thì mình sẽ có này, nitơ dương 5 về nitơ dương 4. 5 trừ 4 bằng 1 và mình có đây là 1 nhân 1. Cộng với nitơ dương 5 về nitơ dương 2. 5 trừ 2 bằng 3. 1 nhân 3. 1 nhân 1 cộng 1 nhân 3 thì bằng 4. Tiếp tục magie chúng ta từ magie 0 lên magie dương 2. Vậy là 2. Thế sẽ được 2 chia 4 thì bằng 1 chia 2. Vất chéo, vất 2 lên này. 1 nhân 1 bằng 1. 1 nhân 1 bằng 1. Vậy đây tính được 2 magie. Tiếp tục 1 nitơ cộng 1 nitơ là bằng 2 nitơ. 2 nitơ cộng 4 nitơ thì bằng 6 nitơ. Với 6 nitơ thì thầy sẽ được là 6 hydro chia 2 bằng 3. Đấy, ok, các em thấy rõ chưa? Thầy phải diễn chậm lại một lần nữa cho các em nhìn. Và sau khi diễn chậm lại một lần nữa này rồi, đây là cực kỳ chậm đấy nhá. Sang thằng số 3, thầy lại diễn chậm thêm một lần nữa. Một lần nữa duy nhất thôi. Các em xem về tường, xong rồi tác các bạn của em vào. Đây, những bạn nào mà chưa kịp xem cái lần số 2 thì chú ý lần số 3 này. Thầy làm lại một lần chậm nữa, rồi chúng ta sẽ bắt đầu thử nghiệm một cái nhá. Mình có kẽm cộng với HNO3 để tạo thành ZN NO3 hai lần cộng với NO cộng với N2 cộng với H2O. Ở đây tỷ lệ cho NO chia N2 thì bằng 1 chia 2. Vậy đây ta vẫn có giả vờ yêu 1 chia 2, NO là 1, N2 là 2. Vậy ta có kẽm từ kẽm 0 lên kẽm dương 2, 2E. Nitơ dương 5 về nitơ dương 2, 5 trừ 2 bằng 3, 1 nhân 3. Cộng với nitơ dương 5 về nitơ 0, 5 trừ 0 bằng 5. Đấy chứ là 5 nhân 2 là 10, 2 nhân 10. 1 nhân 3 bằng 3 cộng 2 nhân 10 bằng 20, 23. Đến đây ta được 23, vứt chéo, đến đây là anh 23. 2 nhân 1 thì bằng 2, 2 nhân 2 thì bằng 4. Vậy đến đây ta được 23 kẽm, 23 kẽm. 2 nitơ cộng với 8 nitơ là 10, 10 cộng với 46. Đúng chưa? 23 nhân 2 46, 10 cộng 46 bằng 56. 56 hydro chia 2 thì bằng 23. Vậy là xong nhá. Thầy vừa diễn lại chậm một lần cuối cùng. Bây giờ các em hãy cùng comment cho thầy khi mà thầy cho cái phương trình sau. Nhôm mình đi từ dễ đến khó. Cộng HNO3 để tạo thành AlNO3 3 lần cộng NO2 cộng NO cộng H2O. Biết tỷ lệ là 1 chia 1. Nào các em cùng mình comment đáp án cho thầy này. Comment thật nhanh đáp án xem. Comment cho thầy các cái tỷ lệ, xem là cái nào thật là chuẩn. Comment ở dưới này để mà chúng ta cùng có cái buổi học thật là rực rỡ nào. Hello. Thầy đang chờ đợi những cái bạn nào đó mà comment ngay lần đầu tiên đáp án cho thầy. Xem nào, bạn nào là bạn comment đầu tiên. Bạn nào comment đầu tiên thì bạn ấy sẽ được xướng tên. Thầy sẽ chỉ đọc tên 3 bạn nào mà comment nhanh nhất thôi. Với cái skin 002. Buổi sau thì sẽ cho ông ta một skin kinh khủng nữa là skin 003. Cực kỳ kinh điển. Hello. Đâu rồi? Chưa thấy bạn nào comment luôn. Đáp án của thầy là gì? Thầy vẫn chưa nhìn thấy team. Đâu rồi? Đang chờ đợi những cái bạn mà comment đầu tiên ra cái đáp án. Bạn nào comment được đáp án đầu tiên bây giờ nhỉ? Khó quá à các em? Thầy đang chờ đợi những cái comment đáp án đầu tiên. Tình hình này khó quá. Chưa thấy một bạn nào ra được đáp án luôn. Chào Vũ Thanh Thương. Chào Huy Nguyễn. Chào Trần Ngọc Hải. Chào Thanh Thảo. Chào Nguyễn Phương Thảo. Rồi bạn Chi Đạt Nguyễn comment đầu tiên đáp án là 3123336. Ok. Tiếp tục nào các em. Khẩn trương nào. Mới có mỗi một bạn Chi Đạt Nguyễn thôi. Thầy đang cần thêm những bạn nữa để mà chúng ta có thể nhìn được đáp án thật là chuẩn.
chưa nhìn thấy. Chào bác Bảo, vẫn đang chỉ có một mình bạn chị Thật Nguyễn thôi. Chào Kim Dung, chào tất cả các em. Em sửa. Tốt. Chào Đào Tấn Chính. Hello. Nào, bây giờ chúng ta cùng làm nhá. Nhôm ra từ nhôm 0 lên nhôm dương 3. 0 trừ 3 bằng 3E. Tỷ lệ là 1 chia 1. Vậy mình cố định anh này là 1. Thì anh này là 1. Ta có Vũ Thanh Thương rất tốt. Lành Đanh rất tốt. Mình có này nitơ dương 5. Về nitơ dương 4. 5 trừ 4 bằng 1. Vậy là 1 nhân 1. Cộng với 5 trừ đi đây dương 2. 5 trừ 2 bằng 3. 1 nhân 3. 1 nhân 1 bằng 1. Cộng với 1 nhân 3 bằng 4. Vậy tổng cộng bằng 4. Mình vứt chéo. 4 vứt lên đây. 3 nhân 1 thì bằng 3. 3 nhân 1 thì bằng 3. Vậy ta được 4 nhôm. 3 nitơ cộng 3 nitơ là bằng 6 nitơ. 6 nitơ cộng 12 nitơ bằng 18 nitơ. 18 nitơ chia cho 2 thì bằng 9. Ok. Chào Hải Trần bá. Xong nhá. Vậy là chúng ta đưa được gì rồi? Xong quá trình này đúng không? Kết quả chúng ta là 4, 14, 18, 4, 3, 3, 9. Ok. Các bạn đã đang và đang theo dõi video live stream, nhanh tay giúp thầy share lại video live stream lên trên trang cá nhân, cũng như tag tất cả các bạn của các em vào trong video live stream này, để mà chúng ta cùng có thể học giỏi bộ môn hóa hơn. 5. Phương trình cuối cùng của tối ngày hôm nay, skin 002. Chuỗi skin này của thầy làm cực kỳ kinh. Các em nhớ theo dõi cái chuỗi skin của thầy. Trưa mai vào lúc 12 giờ chúng ta lại bắt đầu với lại skin 003 nha. Cân bằng phương trình cả phân tử là chất lượng cực kỳ kinh điển. Số 5 nào, mình có anh số 5 là anh Maze tác dụng với HNO3 để tạo thành Maze NO3 hai lần cộng với lại NO cộng với lại N2O cộng với lại H2O. Biết tỷ lệ của NO chia N2O bằng 2 chia 1. Nào ok nào. Các em cùng comment đáp án cho thầy xem nào. Bạn nào comment được nhanh nhất. Hello, xin chào các bạn và tất cả các em. Thầy đã không hiểu tại sao như là Facebook đang chặn cái tương tác của thầy hay sao ấy, mà nhiều bạn hình như không học được thầy. Có rất nhiều bạn, rất nhiều bạn nhắn tin cho thầy bảo là thầy ơi tại sao mà thầy live stream mà bạn không nhận được thông báo. Thế thì thầy đang rất là mong muốn là các bạn đã và đang theo dõi video live stream này, nhanh tay giúp thầy share lại video live stream trên trang cá nhân để với lại chế độ là public nhá. Thứ hai là tag giúp thầy tất cả các bạn của các em vào trong video live stream này, để mà các bạn cùng có thể thấy được thầy live stream. Chứ các buổi live stream của thầy cực kỳ chất và đa số các bạn đều lại không nhìn thấy các buổi live stream của thầy. Thế mới tiếc chứ. Nào, sẵn sàng chưa các em? Bắt đầu nhá. Mình có này. Ok. Bot của tối ngày hôm nay. Maze từ 0 lên Maze dương 2, 2E. Nitơ dương 5 về nitơ dương 3. Chú ý ở đây là 2 chia 1, vậy cháu này là 2. Cháu này là 1. Ta có 5. Đây là dương 2, sorry. 5 trừ 2 thì bằng 3. Mình có đây này là 2 nhân 3. Cộng với 1 nhân với 5 trừ đi 1, 5 trừ 1 bằng 4, 4 nhân 2 là 8, 1 nhân 8. 2 nhân 3 là 6, 6 cộng 8 14. 2 chia 14 thì bằng 1 chia 7. Vậy ta được anh này là 7. 1 nhân 2 bằng 2, 1 nhân 1 bằng 1. Vậy hoàn toàn ta được 7 Maze. 2 nitơ cộng với 2 nitơ thì bằng bao nhiêu nhỉ? 4 nitơ. 4 nitơ cộng với 14. 4 nitơ cộng với 14 thì bằng 18. Đến nitơ, 18 nitơ chia cho 2 thì bằng 9. Ok. 5 sai rồi. 7 18 7 2 1 9. Ok chưa? Đấy, bài hôm nay cực kỳ hay và cực kỳ thú vị. Các em chú ý, hẹn gặp lại các em vào 12 giờ trưa mai, trưa thứ ba. Nhớ nhá, các em nhớ bảo các bạn, nhớ báo các bạn. Để chúng ta bắt đầu với skin 003.
Hello, bye bye, hẹn gặp lại. Những bạn nào mà đã và đang theo dõi video live stream này, hãy mở lại vở và cân bằng lại y xì những cái gì mà thầy đã hướng dẫn từ trước đến giờ để mà chúng ta có thể học rõ bộ môn hóa nhé. Bye bye, chào tạm biệt các em. Hãy yêu hóa để học giỏi hóa.